ta đã về đây xây quê hương mạnh giàu. Chiến trường nay ta đã về đây thăm thiết tình đồng chí, nay ta đã về đây xây quê hương mạnh giàu. Chiến binh của chúng ta ở huyện Kiến Thụy đấy là anh Hải. Cái hai nữa là anh Minh, nhưng là cũng là viên ban liên lạc của khu Vành Đai ở huyện Kiến Thụy đấy, thế là thân đấy. Về hôm nay là chúng ta là có ba anh biết anh Thảo là coi là cái địa bàn hôm nay chúng ta sinh hoạt đây là thường thường là như thế này. Vâng, có ban liên lạc của nghĩa đây thôn bà điểm này bốn tin mặt từng sự ra ngày nay chúng ta có chín thôi, nhưng mà về lắm rồi còn thiếu qua anh em Việt nữa đấy, cho nên là anh em ta sinh hoạt đấy. Hôm nay thì tổ chức ở nhà anh Dũng đây, tôi cũng báo cáo và cũng điện trước anh rồi một lần và giáp ngày tôi cũng lại điện lại một lần nữa, thế nhưng thực tế ra thì hôm nay chưa được đủ lắm. Tinh thần sinh hoạt thế này thì mọi năm tôi cũng nói ra với anh em rồi, anh em ta thì còn ít nhưng mà lại giải rác trên cả cái khu huyện Kiến Thụy, cho nên là tôi trong anh em ta sinh hoạt thì bây giờ này bố mẹ cứ là mẫu của anh em và con cũng đồng người ta phải báo cáo. Nhưng bây giờ nhiều anh em ví dụ như là thực tế rằng mình thế nhưng mà lại còn ngại không dám báo cáo, thế nhưng bây giờ bảo để mà xa để mà gần để mà người biết để báo cáo nhau thì hơi bị khó, thế là tôi là cuộc họp nào tôi cũng đưa lên là anh em ta cứ tự giác. Ví dụ bản thân mình bố hoặc bố mẹ mình bố hay bố mẹ vợ ấu ta phải thông báo cho nhau biết, báo cho tôi thì tôi biết được nắm được thì anh em mới đến trước hết nào thăm. Cái hai nữa nếu các người là biết thì
nên là các anh em ta bây giờ đừng có ngại là báo thì nặng quá nhiều ý như thế thì nên là tạm nó như thế. Thế nên là nhưng mà nói chung là cái vấn đề này là chúng ta đã làm được rất tốt rồi, rất là đấy. Thế cho nên là báo cáo anh em như thế về hôm nay sinh hoạt thì tôi cũng có một số ý kiến mà nói là đưa ra vấn đề như vậy để anh em xem là có vấn đề gì ta thay đổi hay có vấn đề nào về cái chương trình gì đó thì chúng ta sẽ có ý kiến báo cáo anh em về. Báo nhầm thì hôm nay về liên hoan thì năm nào thì cũng là tổ chức vào ngày này, nhưng là cái ngày như thế này thì chắc chắn là ít người mà bận rộn lắm, ít đám xá lắm đúng không? Nên mong anh em ta làm sao mà đi cho nó đầy đủ. Đấy. Thế là hai cái là để đến đây một năm mới có một lần ôn lại cái vấn đề anh em mình ở chiến trường. Chứ còn ở xã thì năm nào cũng có rồi, chẳng nó không thế, nhưng mà thực tế anh em mình này có mặt ở chiến trường với nhau, nắm cơm chiến đò nhưng mà tay súng chiến hào. Đấy, thế như này là anh em ta phải cố gắng làm sao tạo cái điều kiện cho nhau, báo anh em ta đi có đầy đủ một chút. Đấy, và các anh em như thế. Sự như này báo cáo anh em này. Hôm nay tôi có đồng chí Dũng là báo cáo là hôm nay là ví dụ như cái buổi liên hoan của anh em ta đây là nghĩ lại đấy là anh Dũng anh sẽ hỗ trợ cho anh em mọi và tài trợ cho anh em. Tôi đưa ra ý kiến như thế cho anh em xem là ta có thống nhất được như thế hay là như thế nào thì anh em cũng có ý kiến. Mà kỷ niệm năm nay anh em mình nhập ngũ đúng 45 năm rồi. Thế là năm nay sang năm 2022 là sang năm 46 rồi đấy. Nhưng mà năm ngoái là 45 năm và năm nay 43 năm kỷ niệm anh em mình ở chiến trường đánh tan tập đoàn quân Pol Pot. Như ông ngoái tôi nói thôi, về cái kinh phí như đồng chí Hưng vừa nói đấy, thế thì anh em ta đóng quỹ hội nào cũng tùy anh em thống nhất. Thế còn hôm nay tổng chi phí tất cả hết bao nhiêu là tôi sẽ chi hết. Thế thôi, cái quỹ thì thôi, cái 11. Vấn đề hội trưởng đã nói như thế rồi thì cứ chưa xong cho một. Thế còn hôm nay thì coi như là cũng là xin cảm ơn tất cả những đồng đội mà coi như là ở bên chỗ ban liên lạc của sư đoàn 308 của anh em mình. Những cái ngày mà sư đoàn 308 là những ngày anh em mình bắt đầu là khóa lính đấy. Ừ, nên chỉ rồi hôm nay có cáo anh em này. Tôi thì biết thì năm ngoái các đồng chí hôm nay anh em mình nhập đúng 45 năm rồi. Thế là năm nay sang năm 2022 là sang năm 46 rồi đấy. Nhưng mà năm ngoái là 45 năm và năm nay 43 năm kỷ niệm anh em mình ở chiến trường đánh tan tập đoàn quân Pol Pot. Như ông ngoái tôi nói thôi, về cái kinh phí như đồng chí Hưng vừa nói đấy, thế thì anh em ta đóng quỹ hội là cũng vì anh em thống nhất. Cái khoa thì nó dẻo tay nó mở, loại này nó biết loại gì tao chẳng biết loại gì cả. Cái cả đấy, đấy anh em đấy. Thế thì anh em mình bê nói này này, già rồi bây giờ mời được nhau tự nhiên là mời về ăn rồi anh em mình ăn không được nhiều đâu, mời được có những cái như này này. Ở đây quản thì thế anh em chúng tôi thì quản này ra 9 anh em. Thế còn hôm nay thì coi như là cũng là xin cảm ơn tất cả những đồng đội mà coi như là ở bên chỗ ban liên lạc của sư đoàn 308. Thế giờ cũng là những người chiến hữu của anh em mình trong những ngày lên đường. Thế về đến đây tiêu mình là chúng ta trong cái ngày này để kỷ niệm 43 năm này mà coi như anh em mình từ cái nơi Campuchia xa xôi thì lại về đến đây. Thế thì còn đâu là về cái quỹ thì này nói thật với đồng chí Hưng thế này. Ta cứ trước sau như thế nào thì năm nay ta cũng lại như thế. Bởi vì nói thành được với nhau như thế này, bởi vì một năm chúng ta mới họp điện cho cái vấn đề hội trưởng của anh em chúng tôi. Thì chúng tôi cũng phải là có cử đồng chí Hưng đi. Dù không đi được thì có đồng chí Hưng đi để làm sao có chức, có tình, có nghĩa. Bởi vì là đồng đội, tình đồng đội nó ở cái chỗ đó, đồng chí Hưng nhá. Thế nên là về cái vấn đề đấy thì tôi cũng chỉ có xin nhất trí quan điểm như là của đồng chí Hưng. Đảng nhất trí quan điểm của đồng chí Dũng. Thế cũng xin ý kiến đến đây là hết. Còn cũng mong các đồng chí ở bên ban liên lạc sư đoàn nếu có một cái gì đó mà truyền đạt thông tin của các đồng đội ở trong sư đoàn thì cũng nên để cho đồng chí hội trưởng có một cái ý kiến cho chúng tôi để chúng tôi nắm được như thế của anh em mình. Những cái ngày mà sư đoàn 308 là những ngày anh em mình bắt đầu là khóa lính đấy. Nhất trí rồi, bây giờ cái này báo cáo anh em này. Tôi trước thì năm ngoái là sinh hoạt thì cũng đã giúp nhau là không thể cao rồi. Cho nên là anh em này, báo cáo anh em này thôi, chúng ta những anh em chưa có cố gắng mua lấy một khung phục. Chúng ta ví dụ như bây giờ. Bây giờ nói thực sự ví dụ đắng mình đi biến lắm mà. Thế thì thường rồi bây giờ là chúng tôi cứ vẫn lấy trước vào mà biến là hội chiến binh mặt trận 4/9. Bây giờ chiến binh người ta phải mặc quân phục vào trông nó đẹp hơn và nó hay hơn. Nhất trí. Báo cáo nhân là ta phải như thế. Là như sinh hoạt này là ta mặc quân phục. Nhưng bây giờ các nơi người ta toàn tổ chức và toàn ăn mặc như thế. Nên mình cũng phải mặc như vậy.
báo cáo anh em như thế. Cái phần thứ hai nữa thì tôi bây giờ thì thay cho đồng chí Hiếu rồi, thì bây giờ được mấy năm thực sự ra thì anh em thì tôi thì cũng là cái trách nhiệm mà cũng để tôi giúp đỡ anh em trong cái phần này thì tôi hoàn toàn nhất trí thôi. Thế nhưng mà tôi này là cũng là phó của Hợp Đức nữa, cho nên là lại trong cái ban quay là ở chấp hành của hội cựu chiến binh của huyện Kiến Thụy nữa, hết đều là lắm được cả. Cho nên là những vấn đề đó anh em phải lo đi trong cái vấn đề đó, kể cả như đồng chí Dũng này, như đây đồng chí Thảo trong cái vấn đề gọi là chân tết của ban liên lạc của thứ 38 của huyện Kiến Thụy mà. Cho nên là anh em cũng không phải lo cái vấn đề gì đó nữa. Dần thì thật ra là cái ban liên lạc của huyện Kiến Thụy sau khi kỷ niệm ngày trước khi anh em tôi về, lúc còn thì cũng về tham gia thì còn quân đội thì tổ chức 35 năm sau đó 40 năm cũng bị tổ chức kỷ niệm 400 năm nhưng do dịch Covid không làm được, nên là phải có lại thì là có thể ta gặp sau. Cái thời gian thì thật ra báo cáo với các đồng chí là, nhưng mà anh em Kiến Thụy báo cáo các đồng chí là sau khi tổ chức khi gặp mặt kỷ niệm 40 năm sau đó thì chúng tôi kỷ niệm cái ngày thành lập sư đoàn của 38 Hải Phòng. Nhưng mà chính các đồng chí thì chúng tôi cũng được thông tin, đặc biệt là tổ chức cái gặp mặt cái trinh sát. Thì trinh sát thì hiện nay là cái tiểu đoàn trinh sát của 38 thì Hải Phòng là đã tổ chức đăng cai một lần. Báo cáo với các bạn nói chung là tổ chức chính quy, cũng anh em là làm là với chương trình cũng đưa trên YouTube là cũng là rất là hoành tráng. Thế còn cho đến bây giờ thì anh em tôi là báo cáo với các đồng chí này. Hiện nay là ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 38 của huyện Kiến Thụy và thành phố Hải Phòng thì vẫn hoạt động bình thường. Hải Phòng thì có cái là yếu hơn vì một số các bác của 71 là các bác đã có tuổi và các anh cũng một số anh yếu, hiện nay đã chuyển giao bắt đầu dần từng bước từng bước. Riêng các cái đơn vị ở đây, duy nhất ở đó thì trung đoàn 12 cũng tổ chức được, trung đoàn 88 thì cũng ít thôi, nhưng mà trung đoàn 36 ở cái mảng Hải Phòng thì nguyên các thứ là các anh tổ chức. Là thường một năm gặp mặt ở ngoài thành phố là rất là đông đấy, và anh Thân nên là nguyên là cũng là chiến sĩ của công đoàn 36 trưởng đến Quảng Trị sau anh nhập quan đấy, sau đó chuyển về hải quân như vậy công an, sau đó nghỉ hưu công an và bây giờ thì lại kết nối lại ở đây là đồng chí Dũng, đồng chí Thảo, thế rồi ở bên này đồng chí Khải, đồng chí Hưng, một số nơi có những cái nơi rất tích cực là đến 4 đồng chí thì tổng cái số gọi là ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 38 của huyện Kiến Thụy hiện nay là 48 thành viên, cũng em bảo 48 người. Tôi nói thật với các đồng chí, cái ngày mà còn chúng tôi cái đợt trước vừa gặp mặt đây là gặp mặt ở tại đây là gặp mặt của cái ban liên lạc của hội cựu chiến binh này về gặp mặt nhà ví dụ đấy, là báo cáo với các đồng chí cho hoạt động ở các xã thì riêng cái tang viếng và cái thăm hỏi là rất là vừa của chúng anh em. Đây cái việc mà chúng ta cũng lên đứng được hôm nay là gặp anh em một người này rất mừng. Tôi với Hồ Chí Minh trao đổi năm 16 nhau, chia sẻ với cũng mong các anh là thông qua cái việc này, cái ban liên lạc của cựu chiến binh sư đoàn 38 cái gì thì phía trước là đồng chí Hưng, đồng chí kể cả họ cũng vợ nhưng mà nó đổi. Và đây là cơ hội tự nguyện tâm huyết với nhau thôi. Cho nên qua cái việc làm của anh em của 38 thì báo cáo với đồng chí là hiện nay quỹ của Kiến Thụy hiện nay là 41.500.000, nhưng mà anh em là hoạt động rất là đều và mỗi kỳ họp phải được minh bạch công khai tài chính chi tiêu cái gì nhìn lẫn cho anh em cả, và cũng là anh em là phát tâm ủng hộ cách nhận để báo cáo với các bạn là như thế, và các cái hoạt động thì cũng đã kết nối được. Có hai cái điều chúng tôi đề nghị với anh em là đồng lượng chúng ta thường cứ là nói như vợ con là đây mỗi kỳ họp bình thường bố ốm đau hoặc là mẹ ốm đau việc làm cái công nhân bảo quy mã cũng dài lắm rồi. Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa, ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Với nhau
về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi mười trời xanh biếc trên đầu. Với nhau đồng đội ơi.